Ít ai nghĩ rằng rau má vốn hay mọc dại sau vườn, trên đất có thể đưa lên trồng thủy canh như những loại rau có giá trị. Thế nhưng, đã có một người nghĩ và làm, đó chính là anh Võ Thanh Beo, 34 tuổi, ở ấp 4, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Từ việc dám nghĩ dám làm này, anh Beo đã có thu nhập 70 đến 90 triệu đồng một tháng. Vốn là kỹ sư nông nghiệp, có công việc đáng mơ ước tại một công ty phân bón, nhưng anh Beo đã có quyết định táo bạo khi nghỉ việc trở về quê nhà khởi nghiệp với mong muốn nâng tầm giá trị cho loài rau má dại. Thật ra là cũng nghiên cứu nhiều loại giống cây trồng. Khi một lần về quê vợ ở Thanh Hóa có ăn cái loại cái rau má truyền thống này nè, thì thấy rất là ngon. Khi đó tôi mới nảy ý tưởng về để tôi nghiên cứu cái loại rau má này, thường từ cái giống vườn của mình để mình đưa lên cái trồng theo công nghệ cao như thế nào, coi nó có đạt hay không. Lúc đầu trồng á thì nó tầm khoảng có 50-60 gọ thôi, 50-60 gọ cỡ như vậy thôi. Thì bắt đầu là trồng thì cho trong nhà ăn, cho bà con cô bác trong nhà ăn thôi, thì họ đánh giá thì trồng theo phương pháp này ăn rất là ngon, và cái mùi vị của nó là nó đúng theo cái bản chất cái rau má của mình. Tháng 5 năm 2020, anh quyết định bỏ ra gần 1,5 tỷ đồng để đầu tư trồng rau má Việt Gáp. Anh lắp đặt hệ thống nhà kính, dàn thủy canh tưới tự động, máy sấy lạnh trên tổng diện tích 700m2. Hệ thống chăm sóc hoàn toàn tự động, được thao tác trên điện thoại. Anh Beo còn tự pha trộn phân thuốc để rau má phát triển tốt, khống chế được độ đắng lạt của rau má. Ưu điểm của việc trồng rau má thủy canh là giúp tiết kiệm diện tích, dễ quản lý dịch bệnh, thu hoạch nhanh, ít tốn công chăm sóc. 8 dàn rau má chỉ tốn diện tích khoảng 700m2, thay vì trồng trên đất có thể phải tốn một diện tích tương đương từ 7.000m2 đất. Điểm đặc biệt nữa là trồng rau má trên dàn sẽ cho lá, dây, hoa, quả. Khi thu hoạch cắt chừa từ 2 đến 3 lá non để cây dễ quang hợp, phát triển lại nhanh. Thì mình trồng ở dưới thủy canh thì nó có những cái cọng dây này. Còn nếu như trồng ở dưới đất thì cọng dây này nó có, nhưng mà nó bò xuống đất, nó sẽ phát triển thành một cây mới. Chứ nó không có giống như mình trồng thủy canh. Thì khi mình trồng như vậy thì cái năng suất của nó đạt cao, nó đang rất là cao. Thứ nhất á, thì ở đây á, tôi trồng, ví dụ tôi chọn theo cái phương pháp mà trồng theo khoảng cách vàng, là giống như tôi làm dạng tầng. Tầng thì một mặt của nó là 8 vàng, nó có 8 ống. Một mặt chữ A này thì nó có 16 ống. Thì 16 ống này á, nếu như mà so với mà trồng ở dưới đất á, thì ở dưới này thì chỉ ngang mặt phẳng á, thì nó tầm khoảng 1m4 thôi, dài 35m. Thì thu hoạch á, thì nó được, nếu mình trồng dạng tầng này mình thu hoạch được là tầm khoảng 200kg. Đó, 200kg cho một cái dàn chữ A này. Còn nếu như mình trồng dưới đất thì mình không thu hoạch được cái năng suất như vậy. Nó tầm khoảng 10-20kg là hết. Anh Beo thu hoạch hơn 100kg rau má mỗi ngày. Thị trường chính là các chợ truyền thống, quầy rau an toàn, cửa hàng đặc sản. Giá bán sỉ dao động từ 25-30 ngàn đồng 1kg tại vườn. Bên cạnh rau tươi, anh còn chế biến thành bột rau má và xem đây là sản phẩm chủ lực. Bột thành phẩm 100% từ rau má, vừa có thể làm thực phẩm, vừa có thể dùng làm đẹp. Nhờ đó, anh Beo có thu nhập từ 70 đến 90 triệu đồng một tháng. Đối với cây rau má này, nó có điều đặc biệt rất là hay. Là khi mà cho ra những cái sản phẩm chế biến sâu á, thì là những cái cọng dây này là cái sản phẩm chứa nhiều chất xơ. Tại vì khi mình cho nó ra thì nó là gồm có cái dây của nó nè, nó có lá nè, mà nó có hoa và nó có cái quả nó luôn. Đặc biệt là cái rau má mình trồng dưới đất là không có nha, cái này chỉ có rau má thủy canh mới có thôi. Và hiện tại giờ bên cơ sở cũng cho ra thêm cái bột dây rau má này độc quyền luôn, coi như ở đồng bằng sông Cửu Long, mà không nói gì nói đồng bằng sông Cửu Long, mà ở cả nước mình cũng chưa có ai trồng cái mô hình này. Chưa ai trồng cái mô hình rau má trồng vuông khóc thủy canh. Sắp tới, anh Beo nghiên cứu rễ rau má để tạo ra những sản phẩm mang giá trị dinh dưỡng, hương vị riêng biệt trên thị trường. Không chỉ tự làm giàu cho bản thân, anh còn hỗ trợ việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương. Hiện tại, vườn có 4-5 lao động thường xuyên làm việc, được trả lương từ 4-5 triệu đồng một người.